Xin gửi chào tới toàn thể cô chú chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả mọi người thì em đem đến một cái sản phẩm rất là mới và hàng cũng vừa mới về thôi. Thì đối với mẫu sản phẩm ngày hôm nay đó chính là những cái mẫu đèn siêu sáng mới cập bến phục vụ tất cả quý khách hàng. Và tại buổi video này thì Quỳnh Phạm sẽ báo giá trực tiếp tại buổi video này. Trước khi đi chi tiết vào những cái nội dung chính của ngày hôm nay thì các bác ơi, ngoài cái dòng sản phẩm đèn ra thì bên em có bán cả phụ kiện, ví dụ như những cái củ sạc này. Các bác dùng nó chỉ cần bị rơi rất là dễ bị đứt mạch, chúng ta bị hỏng sạc thì bên em cũng sẽ bán hàng này. Hàng sạc của nó là, em sẽ nói luôn này, đối với sạc này, sạc của nó là sạc bản chân ngang đây, các bác có thể nhìn kỹ đây đó, sạc chân ngang nhá. Đối với mẫu đèn trên thị trường bây giờ hầu như là toàn bộ là sạc cái dạng chân ngang này hết. Và Quỳnh Phạm báo luôn mẫu củ sạc cao cấp và có đèn led báo đèn cho các bác như thế này, với giá sở hữu về tay 50.000 một củ như này các bác nhá. Đó, 50.000 một củ sạc như này các bác, hàng sạc cao cấp nha cả nhà mình ơi. Đối với mẫu sạc cao cấp này có báo đèn, đó, nếu chưa đầy nó sẽ là đỏ, còn nếu đầy rồi nó sẽ là màu xanh. Đó, đây là một mẫu sạc cao cấp các bác nhá, em nói luôn nhá, 50.000 một củ, báo cho bán cho các bác luôn. Và tiếp theo nữa gì ạ? Quay trở lại với những cái nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là về những cái mẫu đèn siêu sáng như này. Hàng này thì mẫu đèn siêu sáng thì ở những video trước Quỳnh Phạm cũng đã test cho tất cả mọi người ở tại kênh bán hàng này rồi. Và hôm nay thì Quỳnh Phạm sẽ đi chi tiết kỹ hơn về dòng sản phẩm này. Đợt này về được dòng sản phẩm DTJ95. Đó, công suất nhà máy đang cài là 10.000W, nhưng Quỳnh Phạm cũng xin nói luôn, công suất thực tế của nó cũng chắc không đến 10.000W đâu các bác ạ. Đấy là Quỳnh Phạm chia sẻ thật lòng. Đối với dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm 3 pin. Đó, 3 pin các bác nhá. Nói thật các bác luôn, ở trong này là 3 pin, 3 quả pin ở trong này luôn. Đó, pin 18650 các bác dùng rất là bền. Đối với dòng sản phẩm pin này dùng thứ nhất là khỏe đèn này. Các bác dùng liên tục nó có thể chiếu sáng trong vòng từ 8 cho đến 10 giờ. Đấy, mã DT953 3 pin cho em. Và hàng này của nó gì ạ? Khi các bác nhận hàng, toàn bộ nhận theo sẽ gồm một chiếc đèn này, một dây đeo này, đem cho các bác xem. Đó, một chiếc đèn, một dây đeo cho bác xem luôn nha. Nhận hàng sẽ gồm mở ra này, đây đèn sẽ đóng cẩn thận như này. Một củ sạc này, một cái đèn và một cái dây đeo. Đó, đầy đủ phụ kiện nằm ở trong cái hộp nhựa như này các bác nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Hàng cao cấp bao giờ toàn bộ phiên bản nó cũng là hộp nhựa hết, chứ không phải hộp giấy vận chuyển nó dễ vỡ đèn. Đấy, hàng này của nó các bác nhìn kỹ đi ạ. Đó, toàn bộ cái tráng này, cái tráng xung quanh này mọi người nghe kỹ này. Toàn bộ cái tráng xung quanh này chất liệu hợp kim nhôm cho em. Đấy, mọi người thấy không? Em đang gõ cho mọi người nghe này. Tất cả chất liệu hợp kim nhôm cho em, kết hợp với lại nhựa ở bên dưới này là nhựa gì ạ? Nhựa ABS, trên này là hợp kim nhôm, dưới này là nhựa ABS cho em. Đó, ok chưa? Và mặt tráng của nó, con này là đợt này về là mặt tráng của nó 10 phân, đây em cho các bác xem. Đó, tráng của nó đây các bác nhìn kỹ cho em nha, tráng của nó là 10 phân, mọi người nhìn kỹ nha. Đấy, mọi người thấy không ạ? Tráng 10 phân. Hàng này là hàng ánh sáng của nó, ánh sáng giọt các bác, ánh sáng giọt đây có nghĩa là gom ánh sáng cho nên nó chiếu rất là xa. Ánh sáng gọi là ánh sáng giọt, nó gom ánh sáng tụm lại cho nên nó chiếu rất là xa, có thể 200m, 300m các bác vẫn có thể chiếu bình thường cho em. Đó, cái mẫu đèn này thì dùng cực kỳ là ok nha cả nhà mình ơi. Mẫu đèn này dùng rất là ok luôn, chiếu rất là xa. Đấy, các thấy không ạ? Đây là một mẫu đèn ánh sáng đây. Đó, có cả dung lượng báo pin. Đó, 25%, 50, 75 thì nó sẽ xuống đây 100 để chúng ta dùng, chúng ta chủ động trong quá trình chúng ta xài hơn. Sắp hết pin là các bác biết luôn. Và đây là chính là cái chân gì ạ? Chân để chúng ta cắm sạc vào. Đấy, các lưu ý nhá, đây chính là chân để chúng ta cắm sạc. Còn đèn mới thì luôn luôn có cái nút này, về chúng ta vứt bỏ đi hoặc chúng ta để lại thì tùy ý nha mọi người nhá. Còn đây là cái chân, cái lỗ để chúng ta vặn vào cái chân đỡ. Đấy, chúng ta không cầm, chúng ta có thể để xuống dưới đất, chúng ta vặn vào cho đèn nó đứng như này. Đấy, ok chưa? Đó, mẫu J95 cực kỳ là sáng. Đây cho các xem luôn này. Đó, em tắt đèn cho mọi người xem nha. Đây, tắt luôn cho các luôn. Đấy, các thấy không ạ? Đây là mẫu đèn ánh sáng vàng. Đấy, ánh sáng vàng như cả nhà mình nhá. Đây cho các xem luôn nha. Đây là mẫu ánh sáng vàng này các bác này. Đấy, ánh sáng của nó toàn bộ ánh sáng giọt. Đó, ánh sáng giọt cho nên dùng rất là sáng. Đây là mẫu ánh sáng vàng này các bác này. Đó, em test cho bác xem luôn nhá. Đó, cái hàng này ánh sáng trụm của nó cho nên dùng cực kỳ là sáng luôn. Báo dung lượng pin mọi người nhìn kỹ đây. Dung lượng pin này các bác thấy không ạ? Hàng này là hàng cao cấp bên em và báo giá luôn cho bác này. 379.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn. Các nghe rõ nhá, 379 miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn. Và cái mẫu đèn DTJ95 này có cả ánh sáng trắng nữa. Đây cho bác xem, tráng của nó cũng là trắng 10 phân nhá. Miệng tráng cũng là 10 phân luôn, cho các xem luôn này. Đó, đây ánh sáng trắng. Đấy, các thấy không ạ? Ánh sáng trắng thì của nó rất là sáng đây. Đó, nếu chúng ta mà dùng sản phẩm này, chúng ta không đi soi ếch, soi lươn thì chúng ta dùng loại này. Đây là ánh sáng trắng cho em. Đó, ok chưa? Còn cái các bác mà chúng ta đi soi cá, ếch lươn, chúng ta nên chọn ánh sáng vàng. Còn mẫu ánh sáng này thì chắc chắn nó sẽ sáng hơn. Nhưng mà để mà nói chúng ta đi soi nước thì nó sẽ bị lóe các bác nhá. Sẽ bị lóe mắt mọi người. Đấy, ok chưa ạ? Đó, đây là mẫu DTJ95. Và tiếp theo một cái mẫu nữa, một cái mẫu nữa hàng cao cấp, đó chính là cái mẫu gì ạ?
một cái mẫu có mã tên là DT86 cho em đây. Em bật điện lên cho các xem. Đây, các nhìn kỹ này. Một mã nữa tiếp theo có mã là DT86 cho em. Mã này em báo giá luôn quá luôn này. Hàng này công suất của nó rơi vào 3000W. 3000W cũng em nói luôn và nói thật tình với anh em luôn, chắc là nó không được 3000W đâu. Đó, đây là nhà máy nó cài được các bác ạ, nhưng thực tế chắc nó cũng không được đâu. Đấy, không được đâu, nhưng mà nó cũng thuộc hạng rất là công suất lớn và siêu sáng luôn. Đấy là em chia sẻ thật lòng. Còn kể cả như các bác đến với nhiều shop nó lừa các bác là nói 3000W thì các bác cũng chả thể đo được. Đấy là em nói thật lòng luôn, đúng không ạ? Còn đến với Quỳnh Phạm 100% em cứ nói chuẩn cho nó rõ, cho nó vuông. Các bác mua hàng rất là dễ giao dịch luôn, anh em thoải mái khi đặt hàng. Hàng này của nó thì có mã là DT-J86, một mẫu đèn phiên bản rất là nhỏ. Đó, tráng của nó là tráng em đo các bác luôn. Đó, tráng của nó là 8 phân. Đấy, mọi người nhìn kỹ nhá, tráng của em này là 8 phân cho em. Và hàng này của nó cũng là ánh sáng giọt luôn, ánh sáng chụp cho nên chiếu rất là xa, 200-300m soi bình thường. Đó, hàng này là hàng 2 pin. Em nói luôn nhá, đây là mẫu 2 pin, chất liệu vẫn là hợp kim nhôm kết hợp những ABS cao cấp cho em. Đó, dưới này đều có cái đệm đầu như này, không bị đau đầu. Đây, số đeo quai. Đó, các nhìn thấy không ạ? Hàng đội đầu cực kỳ là cao cấp luôn. Đây, cho các bác xem. Cũng có hai ánh sáng luôn, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Báo giá luôn anh em này, 299.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đây anh em nhìn kỹ này. Đó, các bác thấy không ạ? Cho anh em xem luôn, chúng ta dễ giao dịch mua bán. Test cho anh em xem luôn, tắt đèn đi đã. Đấy, các nhìn thấy không? Cực kỳ là sáng luôn cả nhà mình nhá. Mẫu này là mẫu đèn siêu sáng luôn, các bác nhìn kỹ cho em. Đó, mọi người nhìn kỹ nha. Đấy, mẫu đèn siêu sáng luôn, ánh sáng giọt chiếu rất chia xa. Đây là ánh sáng trắng. Đó, và tiếp theo nữa thì em sẽ sang ánh sáng vàng. Đây các bác nhìn kỹ này. Đó, ánh sáng vàng này các bác soi cá, soi ếch, soi lươn cực kỳ là ok. Đấy, cái mẫu này là rất chia ok nha cả nhà mình nhá. Đó, đối với dòng sản phẩm này tất cả đèn bên em đều có 3 nấc sáng. Đó, đều có 3 nấc sáng các bác nhìn này. Đó, sáng mạnh này. Đấy, các bác thấy không? Sáng mạnh này. Đó, sáng nhẹ này, các bác nhìn sáng nhẹ này, sáng nhẹ mà cũng rất là sáng nhá. Sáng nhấp nháy. Đó, 1 này, 2 này, 3. Đấy các bác thấy không ạ? Đó, và nó có hai cái nút cơ để cho chúng ta hoạt động để không bị liệt phím. Đó, không bị liệt nút nên dùng rất là bền. Đấy, đây là mấy cái mẫu đèn siêu sáng bên em muốn gửi gắm tới tất cả mọi người. Ngoài cái hai cái mẫu sản phẩm hàng vừa mới về này ra thì bên em rất là nhiều mẫu mã khác nữa. Tại kênh bán hàng này em sẽ cập nhật liên tục để phục vụ tất cả cô chú anh chị em. Đó, cô chú anh chị em đang vào xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ngủ cho shop nha mọi người nha. Hai cái mẫu đèn này em đã nêu tên rất là rõ ràng, anh em thích mã nào chúng ta đặt mã đấy. Đó, ngoài cái dòng sản phẩm đèn siêu sáng này ra thì bên em nhận ra công lưới theo nhu cầu phục vụ tất cả anh em để đánh chim bêm và phụ kiện sân bẫy, loa đài âm ly Quỳnh Phạm khá chưa nhiều tại kênh bán hàng này. Anh em đang xem video hoặc là vừa mới vào xem video, nếu chưa ấn đăng ký kênh đừng quên chữ ấn đăng ký kênh ở góc bên này màn hình dùm em, ấn vào chiếc chuông chọn chữ tất cả để theo dõi hành video hàng ngày mà Quỳnh Phạm đăng tải lên cho tất cả mọi người nhé. Chúc toàn thể cô chú anh chị em chúng ta xem video vui vẻ. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác những buổi video nhau nhé.